về nghi vấn ưu ái chấm thầu tại quảng bình tỉnh chỉ đạo huyện đang nhanh chóng làm rõ trước những nghi vấn về sự ưu ái và bất thường trong quyết định chấm thầu công trình giao thông nông thôn tại xã hồng hóa minh hóa quảng bình chủ tịch áp nhân dân huyện minh hóa cho biết huyện đã thành lập tổ kiểm tra và làm rõ các vấn đề được báo pháp luận tvn đã nêu để báo cáo cho áp nhân dân tỉnh và có phương án xử lý không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình thời gian gần đây Báo Pháp Luật TVN có các bài phản ánh về công trình đường vào khu sản xuất cây mang xã Hồng Hóa, nghi vấn sự ưu ái và bất thường trong quyết định chấm thầu của Ban Quản lý B Quản lý xã Hồng Hóa. Quyết định chấm thầu chưa rõ có hay không lý do đặc biệt này vô tình gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 435 triệu đồng. Sau khi báo Pháp Luật TVN nêu ra những nghi vấn trong quyết định chấm thầu của công trình này, vừa qua, áp nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu huyện Minh Hóa nhanh chóng xác minh làm rõ và sớm có báo cáo trả lời trong thời gian tới về phía huyện minh hóa trao đổi với phóng viên ông bùi anh tuấn chủ tịch áp nhân dân huyện cho biết áp nhân dân huyện đã thành lập tổ gồm các phòng chuyên môn về xã hồng hóa để kiểm tra và làm rõ các vấn đề liên quan đến công trình mà báo pháp luận tvn đã nêu áp nhân dân huyện đang chỉ đạo và đốc thúc các thành viên trong tổ này nhanh chóng làm rõ sự việc nhằm báo cáo cho áp nhân dân tỉnh cũng như có phương án xử lý không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình đối với việc trưởng bê quản lý xã hồng hóa nhiều lần từ chối làm việc với phóng viên vì chưa sắp xếp được thời gian rảnh ông bùi anh tuấn chủ tịch áp nhân dân huyện minh hóa nêu rõ quan điểm việc đó là phải trả lời không chỉ trả lời cho báo mà còn phải trả lời cho nhân dân cái việc mình bê quản lý xã hồng hóa phóng viên đó báo đặt vấn đề như thế rồi thì mình phải giải trình lại xem báo nêu như thế đúng hay sai, chứ từ chối làm sao, được, ông trưởng bê quản lý xã phóng viên từ chối là ông lẩn tránh, là ông sai ông sợ, nếu ông sai, thì ông phải xin nhận trách nhiệm còn xử lý, thì theo quy định. Thiết nghĩ, trước sự quan tâm của dư luận địa phương đối với quyết định chấm trúng thầu công trình nghi vấn có, sự ưu ái này, các cơ quan có thẩm quyền cần khách quan xem xét, đánh giá, và lựa chọn đơn vị phù hợp, vừa đảm bảo năng lực thực hiện công trình. Vừa đảm bảo yếu tố tiết kiệm cho lợi ích ngân sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như báo Pháp Luật TVN đã đưa, ngày 6 tháng 11 năm 2019, Bê quản lý xã Hồng Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình tổ chức mở thầu công khai hồ sơ của các nhà thầu tham gia gói thầu xây dựng công trình đường vào khu sản xuất cây mang xã Hồng Hóa giai đoạn 1. Cụ thể, công trình có chiều dài hơn 2,5 km thuộc loại công trình giao thông nông thôn cấp IV do ban quản lý xã làm chủ đầu tư, tổng mức tư cho công trình là 3 tỷ đồng từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bền vững. Tại buổi mở thầu công khai, có không hai đơn vị đủ điều kiện tham gia gói thầu gồm tổ tự quản cầu dòng và tổ xây dựng cao viết hùng xã Hồng Hóa. Tuy nhiên, tại buổi mở thầu công khai ngày 6 tháng 11 không hề có sự tham gia của đơn vị tổ tự quản cầu dòng, mà chỉ có sự tham gia của tổ xây dựng cao viết hùng cùng đại diện đơn vị được tổ này hợp đồng thuê máy móc kỹ thuật để thực hiện công trình nói trên. Kết quả mở thầu tổ xây dựng cao viết hùng có mức giá dự thầu là 2 tỷ 144 triệu 929 nghìn đồng, còn mức giá dự thầu của tổ tự quản cầu dòng thời điểm mở kết quả thầu. Thì theo ông độ đại diện đơn vị, được tổ xây dựng cao viết hùng thuê, để thực hiện công trình nếu chúng thầu cao hơn là 4 triệu 900 nghìn đồng. Có nghĩa là... Mức giá dự thầu của tổ tự quản cầu dòng thời điểm mở thầu ngày 6 tháng 11 đó là 2 tỷ 149 triệu 829 nghìn đồng. Dù có mức giá dự thầu thực hiện công trình cao hơn đối thủ và vắng mặt tại buổi mở thầu công khai, nhưng tại quyết định số 321 quyết định bê quản lý ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý xã Hồng Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nói trên, thì đơn vị tổ tự quản cầu dòng đơn vị có mức giá dự thầu xếp thứ hai vẫn trúng thầu. Đáng chú ý hơn, số tiền tranh lệch theo đại diện đơn vị, được tổ xây dựng cao viết hùng hợp đồng thuê máy móc. Kỹ thuật để thực hiện công trình đã tăng từ 4 triệu 900 nghìn đồn lên 435 triệu 071 nghìn đồng. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu B quản lý xã Hồng Hóa có ưu ái chấm cho đơn vị tổ tự quản cầu dòng trúng thầu, và quyết định chấm trúng thầu chưa rõ có lý do gì đặc biệt này vô tình gây thất thoát cho nhà nước, số tiền hơn 435 triệu 071 nghìn đồng xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại